làm ban cầu thủ phần lớn đã từng đăng quang vô địch bóng đá quốc gia Việt Cup trong áo của câu lạc bộ bóng đá Quy Chí trước đây. Hiện ban cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Công ty cổ phần đầu tư Mạnh Hải lại là thế hệ những cầu thủ chưa có được đập huy chương vàng tại sân trường bóng đá 7 Nam Định ở những giải đấu lớn. Mặc dù đây là một trong đội bóng có rất nhiều cầu thủ tài năng và thậm chí là ngôi sao tương lai của đội Nam Định, song có lẽ xét về mặt thành tích thì thầy trò của huấn luyện trưởng Sơn Hùng vẫn sẽ cần phải cho người ta thấy được sức mạnh của mình, mà cụ thể nhất đó chính là chiếc cúp vô địch. Và các bóng của Đình Tùng trọng khôi vẫn là cầu thủ của đội bóng áo trắng. Cú nền vẫn đang có sự toan tính riêng biệt, nhưng tương trung lại họ vẫn đang thể hiện cú đá tấn công. Đây chính xác là một trận đấu mà cả hai đội bóng đang thể hiện cú đá tấn công thì đúng hơn. Đông Toàn rất nhanh, cơ hội trong ngày hôm nay thì người đá bóng đội trưởng của đội bóng Đinh Trang vẫn là cầu thủ trọng khôi. Trong khi đó thì chiếc băng đội trưởng của đội bóng Mạnh Hải vẫn thường xuyên được trao cho quang dũng ở mùa giải năm nay. Cả hai cầu thủ này vẫn đang có cuộc đối đầu ở khu vực giữa sân, và nhất nhiên đó là một trong những cuộc đối đầu tôi nói là đầy thú vị. Minh Tuấn đang di chuyển, trọng khôi vẫn còn lăn léo trong từng pha bóng, đó chính là điều mà các cầu thủ của Hà Nội vẫn sẽ cần phải nỗ lực hơn nữa trong bối cảnh mà họ vẫn đang cho thấy những tình huống và những phương án triển khai tôi nói là rất đáng kể. Cú đá của cầu thủ Anh Tuấn nếu như danh hiệu của phản ứng ấy ở thời điểm hiện tại đang được đồng tôn bởi cầu thủ tiến dũng của câu lạc bộ bóng đá Monaco Grand Prix, thì danh hiệu cho thủ môn xuất sắc nhất tại siêu vui Nam Định năm 2018 có lẽ đó cũng đang được đánh giá cao cho vị trí của thủ môn tiến dũng. Lần đầu tiên tham gia thi đấu tại sân chơi của siêu vui, song tân binh của đội bóng Mạnh Hải là một trong những sự thay thế cho thủ thành phải bóng trước đây của đội bóng này. Các diễn biến tấn công và nhiệt độ thi đấu ở trong thời điểm vừa qua vẫn đang được tạo ra. Chúng ta sẽ thấy là hiện nay rất có đang nổi lên rất hơn, đang có những cơn lốc vui ở trên sân, và chiếc đó sẽ làm ảnh hưởng phần nào đến lối chơi cũng như nhân sinh học của vấn đề thể lực dành cho cả Hà Nội trong trận đấu ngày hôm nay. Chọc thôi, quá người thôi, không vào. Trận đấu ngày nay là trận đấu mà nếu như câu lạc bộ bóng đá Ninh Trang vượt qua cầu thủ của đội bóng Mạnh Hải thì nghiêm nhiên cuộc đối đầu của họ trước cầu thủ của đội bóng Monaco Grand Prix Quỳnh tại vòng 11 xứng đáng là trận đấu chung kết của giải. Nếu như điều ngược lại diễn ra đối với đội bóng Mạnh Hải thì có lẽ là thầy trò của huấn luyện trưởng Sơn Hùng sẽ nắm giữ lợi thế rất lớn khi mở vòng đấu cuối cùng thì đội bóng Mạnh Hải sẽ gặp đội bóng Xanh Đỏ. Quả đá phạt dành cho các cầu thủ của đội bóng áo xanh đang đứng trong vòng đó chính là Minh Hiếu. Cú đá cuối cùng là của Quang Dũng. Trong bối cảnh mà cả hai đội bóng vẫn đang nỗ lực để tìm kiếm những tình huống tấn công ở khu vực giữa sân, thì nếu như một trong mỗi bên có được bàn thắng ở trận đấu ngày hôm nay, đây cũng sẽ là một trong điều khơi dậy của lối chơi tiềm ẩn với sức mạnh đến từ hai phía. Quang Dũng vẫn còn, vẫn là cầu thủ của đội bóng Đinh Trang.
giải đấu. Bên cạnh yếu tố về mặt chuyên môn thì tính giải trí đó là yếu tố quan trọng nhất. Các trò các đội viên luôn có rất đông ở trên sân. Vừa rồi là đội bóng chủ tài của Thuận Thành Mạnh Trình. Tính từ kia đã cho thấy được tài năng của anh. Thời điểm hiện tại là thời điểm mà Mai Hải đang có từ chút em chân và tuyệt vọng khó khăn đến với cầu thủ của nhóm Đức Trang. Khi mà cầu thủ của Hà Văn Bóng vẫn đang tạo ra những trình độ của tấn công hết sức cẩn thận. Điều đó sẽ là một trận vấn đề giúp cho cả Mạnh Hải và đội bóng Đức Trang có thể chứng kiến nhiều hơn khoảng trống. Với những trận đấu như thế này, chúng ta có thể khẳng định với nhau là không có mắc sai lầm. Mọi sai lầm dù là nhỏ nhất sẽ phải trả giá đắt, và chính là cho nên những ngôi sao đang thi đấu trên sân sẽ cần phải bảo toàn vị trí của mình. Cho bóng chưa rất nguy hiểm, đó là pha cho bóng của Phan Văn Tú. Đây là một trận đấu mà Ngọc Phú anh đã có mặt ngay từ đầu và đá vị trí trung vệ. Một sự sắp xếp đội hình cho anh là vô cùng hợp lý dành cho ban luyện của câu lạc bộ bóng đá Linh Trang. Trận này tại sân chơi bóng đá không chuyên thì cầu thủ của đội tuyển Olympic Việt Nam Phan Ngọc Phú vẫn đang cho thấy được tài năng của anh. Ngọc Phú có thể thi đấu hết ở ngoài vị trí. Quả sống rất nguy hiểm. Mạnh Linh, Xuân Tuấn. Đây là trận đấu mà đội bóng Đinh Trang đang sử dụng hai người mình. Trong khi đó thì ở chiều còn lại, Mạnh Hải cũng đang có hai người mình. Đó chính là các vị trí của Xuân Tuấn và Duy Lâm bên phía đội bóng Mạnh Hải, và là Minh Tuấn và Đức Toàn của đội bóng Đức Trang. Rất cố gắng Mạnh Linh. Khả năng chơi với sức mạnh được bổ trương ở trong trận đấu này, đó sẽ là nền tảng để cho đội bóng Mạnh Hải và Đức Trang có thể nắm giữ được thời gian kiểm soát bóng. Với những trận đấu như thế này thì thời gian kiểm soát tay chân ở trên sân đó sẽ là một trong lợi thế thực sự giúp cho câu lạc bộ bóng đá Mạnh Hải với sân bóng Đức Trang có bàn thắng để vượt lên dẫn trước. Cho các cầu thủ của đội bóng Mạnh Hải và Linh Trang là đáng kể khi mà trận đấu hiện tại được người ta xác định là trận đấu chung kết sớm của giải. Phía trước của đội bóng đá công ty cổ phần đầu tư Dịch vụ Thương mại Mạnh Hải đó chính là lòng xanh đỏ. Trong khi đó thì phía trước của câu lạc bộ bóng đá Linh Trang là một tượng đài của bóng đá Nam Định, những nhà đương kim vô địch Monaco Grand Prix. Nhưng trước khi hướng đến vòng đấu thứ 11, có lẽ là tất cả các cầu thủ của đội Đức Trang sẽ phải kết lưới chơi ở vòng đấu này. Một quả đá phạt hết sức nguy hiểm dành cho cầu thủ của đội Mạnh Hải. Đây là một tình huống mà ngoài việc đang bóng góc xuất cho nên thì cầu thủ bóng đá Mạnh Hải hoàn toàn có thể tung bóng và xử lý có điểm nhấn. Đó là từ một tình huống cỡ đá phạt nhanh dành cho bóng áo xanh. Hà Nội đang chơi từ bóng đá rất khẩn trương. Các tình huống diễn ra liên tiếp và liên tục ở trên sân. Sẽ có thêm một quả ném biên dành
dành cho các cầu thủ của đội bóng Bạch Hải. Phần tấn vẫn còn. Một trận đấu mà quan trọng của cả hai đội bóng. Bên cạnh việc chuẩn bị về mặt phân đồ kỹ chiến thuật, thì điểm rơi về mặt thể lực và phong độ cũng sẽ giúp cho họ có thể đem đến sự thành công chung. Bóng tú. Đó là bóng tú. Dứt điểm. Đó là một quả đá xa. Trận đấu năm nay là trận đấu mà bóng tú đã trở lại với một phong độ thi đấu hết sức ấn tượng. Cách đây hai mùa giải, chính xác là mùa giải năm 2016, bóng tú đã bị chấn thương dài dẳng. Và chấn thương đó đã làm ảnh hưởng đến phong độ của anh ở mùa giải năm ngoái. Đúng rồi. Nếu như đội bóng Bạch Hải vươn vào những định hướng sợ tấn công với tốc độ cao, thì chúng ta vẫn thấy một thủ bóng đá tấn công quen thuộc đến với đội bóng Ninh Tràng. Lối chơi mềm mại tuyệt chuyển và đôi khi tỏ ra hơi chậm, nhưng đó là những điều mà đội bóng này đã cho thấy được sức mạnh với việc lớn vào vườn và cổ động đối với sự tâm lý của các cầu thủ trên hàng công. Bây giờ chúng tôi tiến lên, đó chính là Minh Tuấn và Trọng Khôi cũng đã phải lùi về khá sâu bên phần sân nhà. Và anh Tuấn vẫn đang tỏ ra rất thân thuộc hóa ở trên hàng công. Không sao cả khi mà anh Tuấn là cầu thủ có khả năng xoay sở tốt hơn. Đến với cầu thủ của Hà Nội trong trận đấu ngày hôm nay, tôi có thể sẽ giúp cho họ có bàn thắng. Và nhìn vào lối chơi mà cả Bạch Hải và Ninh Tràng thì lại thì dường như bàn thắng sẽ chỉ đồng nghĩa với yếu tố về mặt thời gian mà thôi. Đội bóng vẫn đang có những sự toàn tính riêng biệt, một sự toàn tính mà ở đó câu lạc bộ bóng đá Bạch Hải cũng như cầu thủ của đội bóng Ninh Tràng đều cho thấy bản lĩnh và cá tính của đội bóng lớn. Mạnh Linh, vẫn là Mạnh Linh, Mạnh Hiếu, vẫn còn, vẫn còn. Như vậy là đá có lỗi bên phía cầu thủ của đội bóng Bạch Hải. Và rồi thì Đức Toàn đã tỏ ra khá động. Và anh vẫn đang nằm trên sân. Có lẽ là Đức Toàn sẽ phải nhờ vào sự trợ giúp của các nhân viên y tế. Năm 2018 là năm mà đội ngũ y bác sĩ đến từ trung tâm vận chuyển cấp cứu An Lạc 3855 vẫn đồng hành với vai trò là tiểu ban y tế của giải. Quả đá phạt nằm ngang với vòng tròn trung tâm dành cho các cầu thủ đội bóng Bạch Hải. Và đang đứng trước bóng đó chính là Minh Tuấn. Tất cả các vị trí của đội bóng Bạch Hải đã có mặt bên phía sân nhà. Hiện nay thì bóng đá bảy của Việt Nam vẫn chưa phân rõ ràng về sân chơi của bóng đá chuyên nghiệp và bóng đá phong trào. Và với những giải đấu và những trận đấu như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể tự hào về siêu phẩm Nam Định. Sau khi có những phút giây thi đấu tấn công mạnh mẽ bên phần sân của đội bóng Ninh Tràng, thì cầu thủ của đội bóng Bạch Hải cũng đã giảm thiểu tốc độ thi đấu. Đội bóng này không quá để xa vào lưới đá nhanh, để họ ý thức được những khó khăn trong những pha phản công đến từ đội bạn. Đó là bóng tú. Vẫn còn. Đức Toàn. Đức Tùng. Đó là Đức Tùng. Đó là bóng tú. Cơ hội. Không còn. Những cú đổi bóng có chú ý của Phạm Hồng Tú. Và đội đội của anh cũng đã tiếp nối được những tình huống như vậy bằng những pha sát nhập vào cực. Chắc chắn sẽ làm đến đối với cầu thủ của đội bóng Ninh Tràng, và điều đó cũng đang được thể hiện
bên con sân của câu lạc bộ bóng đá công ty cổ phần đầu tư Dịch vụ Thương mại Mạnh Hải. Sau ngày hôm nay thì Mạnh Hải vẫn được người ta đánh giá cao sau những gì đội bóng này đã trải qua trong 9 vòng đấu vừa rồi. Đó là cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Đinh Trang, Ngọc Tú. Thế trận đang tỏ ra khá cân bằng và cơ hội kiếm tiền vẫn đang là 50-50 dành cho cả Hà Nội. Đá lên bóng thủ được cao, không được. Đó là sau xuyên xứ của Minh Tuấn. Như những phút đầu tiên, đây có lẽ là thời điểm với một cơ hội không thể tốt hơn dành cho cầu thủ đội bóng Đinh Trang. Cần vào một lần nữa, bóng lại chạm cột. Trận đấu ngày hôm nay như chúng tôi đã đề cập qua, với sự mến mộ và yêu mến câu lạc bộ bóng đá Đinh Trang như anh Lê Duy, chủ cửa hàng bật lửa cao cấp chính hãng Person ở địa chỉ 17 Hai Bà Trưng, thành phố Nam Định đã treo thưởng với chiến thắng dành cho đội bóng Đinh Trang là mỗi bàn thắng sẽ có trị giá 2 triệu đồng. Minh Hiếu có đàn là một trong những tiền vệ tấn công hay nhất của bóng đá 7 Nam Định. Và trong ngày hôm nay thì có lẽ là Tâm Anh Hường cũng như vai trò của Hiếu Sóc sẽ cần phải được phát huy mức độ tối đa. Đức Toàn không được. Số đã vào 4-0 cho đội bóng Mạnh Hải. Và
đón sự thực hiện, đó là sân của Duy Lâm. Tôi chung như đợt tấn công rôn rập ở trong trận đấu ngày hôm nay. Tuy nhiên thì câu lạc bộ bóng đá Đình Tràng lại chưa thể có được bàn thắng. Khi mà họ đã hai lần đưa bóng rôn xa đoàn mà không gặp thực hành của đội bạn. Trong khi đó thì Mạnh Hải vẫn đang cho thấy được một lối chơi đi lâm, bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu của bóng này đã được phát huy mức độ tối đa. Vẫn còn tấn công tốt của đội bóng Mạnh Hải và kèm theo đó là một lối chơi phòng ngự hiệu quả bên phần sân nhà đã giúp cho đội bóng này tạm thời có được vị thế ở trong trận đấu ngày hôm nay. Trọng Khôi, Đức Toàn, đó là cầu thủ của đội bóng Đình Tràng không lầm. Và thì thấy lối đá của đội bóng Đình Tràng vẫn là một người chơi phối hợp đa quân nhỏ. Những đường truyền ở Cali và Sơn Lương là điểm mạnh dành cho các cầu thủ đoàn màu trắng. Trong khi đó thì Mạnh Hải đang cho thấy một người chơi hết sức hiện đại của mình. Chỉ cần những bóng này cũng hoàn toàn có thể thực hiện những đường truyền điểm với những cú chuyền bóng phân tuyến để giúp cho ông vừa có thể tăng tốc và nhanh chóng xâm nhập bóng cấm của đối thủ. Rất nhanh, Minh Tuấn, Đình Tùng, những lối tấn công ở trong những phút hòa vẫn đang tạo ra. Rất hay, cơ hội xuất đi. Lần thứ ba, cầu thủ đã từ chối bàn thắng dành cho bóng Đình Tràng. Mạnh Hải quá tuyệt vời trong trận đấu trận này và tiếp nhiên các thành viên của bóng này hoàn toàn có thể tự tin khi mà tên đá bắn đang mỉm cười đối với bóng áo xanh. Có lẽ là vẫn có bàn thắng nữa trong trận đấu hiện nay thì các chàng trai của đội bóng Đình Tràng phải nên có thêm một chút may mắn. Xuân Tân từ bóng Mạnh Hải, từ bóng Sơn Sơn Nam khung thành của chính đội Đê Hà. Bây giờ thì bên cạnh việc đang có hàng ngàn cổ động viên có mặt ở trên sân trong buổi chiều ngày nay cũng đang có rất đông các cổ động viên theo dõi qua màn hình nhỏ trên kênh truyền hình Quân Đội TV của bản tin bóng đá Nam Định. Một trận đấu mà cả Nam Định chúng ta chờ đợi khi mà các cầu thủ của đội bóng Đình Tràng cũng như Mạnh Hải đều là những ông lớn tại sân chơi bóng đá không chuyên Thành Đồng. Đức Toàn, đó là Đức Toàn không lầm, cú phát bóng là của Sơn Tân. Đình Tùng, Đình Tuấn, rồi là một đường truyền thẳng của Minh Tuấn. Nhưng có lẽ là với những đường truyền như vậy thì rất khó để có được tiền. Một trong lý do lý giải vấn đề kể trên đó là việc Anh Tuấn đang bị kèm rất chặt. Trong trận đấu ngày hôm nay
dấu hiệu về 3 phút đá bây giờ. Thời gian của hiệp một trận đấu này đang trôi về khoảng thời gian cuối cùng và Bạch Hải đang dẫn trước với tỷ số là 2-0. Trọng Khôi. Vẫn là cầu thủ của đội bóng áo trắng. Những giây phút hết sức hồi hộp. Và đây có lẽ là một khoảng thời gian vàng nữa trong hiệp một dành cho các cầu thủ đội bóng Linh Trang. Thành Tùng. Đức Toàn. Vẫn là Đức Toàn. Không được. Chắc chắn là ban chuyên của đội bóng Linh Trang sẽ có những sự thổi hồn và lưỡi trước đội bóng này, kèm theo đó là những sự điều chỉnh về mặt chuyên môn để giúp cho các cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Linh Trang có thể thi đấu tốt hơn. Vẫn là cầu thủ của đội bóng Linh Trang. Bên cạnh việc đang giúp cho họ có được hai bàn thắng để vươn lên dẫn trước thì bóng này cũng đang cho thấy một lối chơi hợp lý. Sự hợp lý phản bóng này đang tạo ra trong những phần quà dành cho bóng đá nói lên tất cả. Sự sắc sảo về bàn lối chơi và khi đó là sự ở hàng phòng tư đã và đang giúp cho cầu thủ của đội bóng Bạch Hải có được lợi thế trước các cầu thủ của đội bóng Linh Trang. Em liền dạy cho các cầu thủ đội bóng Bạch Hải. Rất nhanh. Đã có những đòi của Tô Trọng Tài và thêm một hướng đá phạt nữa dành cho các cầu thủ của đội bóng Linh Trang. Đây là một hướng được chơi đây. Chúng quả đá phạt góc. Nếu như các cầu thủ đội bóng Linh Trang có được bàn thắng để giúp tỷ số sức mạnh 1-2 ở trong hiệp đấu đầu tiên, đây chính là một trong những điều thú vị nhất mà chúng ta chơi đến ở trong hiệp 2. Chúng ta là hiệp 1 trận đấu trong khuôn khổ vòng 10 bóng đá siêu thổi Nam Định giữa Linh Trang và Bạch Hải. Đây trận đấu trong khuôn khổ vòng 10 của dòng đá siêu thổi Nam Định lần thứ 2 năm 2018. Linh Trang vẫn còn 30 phút nữa để có thể thay đổi cục diện thi đấu của trận đấu này. Hiệp một trận đấu đã kết lại tỷ số là 2-0, đang nghiêng về phía cầu thủ của đội bóng Bạch Hải. Cả hai bàn thắng của hiệp đấu đầu tiên đều có chung một tác giả, đó chính là Thiên Ân. Trong hiệp hai thì bóng cứ đã rời sân để nhận lại vị trí cho cầu thủ Đinh Bách, và sau khi vào sân thì Đinh Bách sẽ hoán đổi vị trí cho Minh Tuấn. Đây là một trận đấu mà các cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Bạch Hải cũng như cầu thủ của đội bóng Linh Trang đều đã thể hiện rõ lối đá tấn công ngay từ đầu. Ngay sau tiếng gọi khai cuộc của Tô Trọng Tài, họ đã chủ động trang sát phân sân của nhau và chơi một bóng đá cởi mở. Linh Trang đã 3 lần đưa bóng trên sân ngang và cầu dọc khung thành của thủ môn đối phương và không có bàn thắng. Trong khi đó thì đội bóng Bạch Hải đã một lần đưa bóng trên sân ngang và họ cũng đã kịp thời có được hai bàn thắng ở trong trận đấu đầu tiên. Minh Tuấn. Vẫn còn. Đây là trận đấu mà các cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Linh Trang họ sẽ cần phải có được sự điều chỉnh về mặt thể chất
vẫn đang cho thấy được sự như vậy về mặt sức mạnh, và bên đó thì họ vẫn đang có được khá nhiều cơ hội bên phần sân của đội bóng Đối Phương. Và chính là cầu thủ của đội bóng Đinh Trăng, chính là Kea. Mạnh Hải ở trong thời điểm hiện tại, tự như là điều mà chúng ta cũng đã thấy được và thậm chí là được chiêm ngưỡng ở trong nhiều môn. Trọng Khôi rất nhanh, đó là cầu thủ của đội bóng màu trắng. Đây đang là những phút mà đội bóng Đinh Trang chơi lấn sân, họ đang chủ động ép sân để có bàn thắng. Nhưng khi mà đội bóng Mạnh Hải đang co về bên phần sân nhà, đó quả thực là một điều hết sức khó khăn, không đẹp. Đó là một pha phát xa của chính đội Gea. Vâng còn, Thế Thiếu. Đồng Tác Giả. Không được. Minh Tuấn. Cần phải có những tình huống xử lý nhanh để giúp cho các cầu thủ đội bóng áo trắng có thể nghe đến được sự bất ngờ. Chuyền vào! Đá của cầu thủ Đinh Bách. Đây là một trận đấu mà Khúc Thành của đội bóng Hồng Dũng cũng đang gặp phải những khó khăn thực sự, nhưng nó đang đứng vững ở trong khoảng thời gian đã qua. Một trận đấu mà không chỉ lối chơi điều rơi về mặt phong độ của các cầu thủ trên sân, bản luận của cả Hà Nội cũng sẽ cần có một đấu pháp hợp lý trên băng ghế chỉ đạo. Thời gian ở trong hiệp đấu thứ hai sẽ quyết định tất cả cho tham vọng của đội bóng Đinh Trang. Rất nhanh, Hoàng Dũng đối mặt không được. Trọng Khôi vẫn là cầu thủ đội bóng trắng. Lại là Trọng Khôi. Bóng cỏ chào bóng sang ra cánh phải. Chúng ta đang theo dõi những hình ảnh đầu tiên trực tiếp từ sân đấu Hoàng Chu Minh với trận đối đầu được đánh giá là siêu kinh điển bóng đá bảy Nam Định tại vòng 10 của siêu cúp Nam Định năm 2018. Cú đầu của câu lạc bộ bóng đá Đinh Trang và cầu thủ của đội bóng Mạnh Hải. Trước khi bước vào vòng bóng này thì Mạnh Hải đang đứng đầu tiên trên bảng xếp hạng khi mà họ hơn Đinh Trang và Monaco Grand Quy 2 điểm. Trong khi đó thì Đinh Trang đang tạm đứng ở vị trí thứ 3. Ở trận đấu đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay, cầu thủ của đội bóng Monaco Grand Quy đã tiếp tục có 3 điểm trước đội bóng Vũ Hải Sản Diamond. Trong khi đó thì ở trận đấu này Đinh Trang đang gặp khó. Mạnh Hải đang thi đấu tốt, tấn công sắc sảo và phòng ngự chắc chắn. Đinh Bách, Minh Tuấn vẫn là các cầu thủ Đinh Trang. Không vào. Đó lại là một pha dứt điểm của Đinh Tuấn. Áp lực mà cầu thủ của đội bóng Đinh Trang đang có được bên cơ sân của câu lạc bộ bóng đá Mạnh Hải cũng như là chưa đủ để cho đội bóng áo trắng có thể tìm kiếm được bàn thắng. Minh Tuấn
qua bên Duy Lâm thì mà bây giờ thì anh đã có phát sinh ở trận đấu hiện tại. Chắc chắn là các cầu thủ của Long Đình Tràng bây giờ sẽ phải quan tâm quản lý về mặt lối chơi. Họ cần phải phát huy tối đa kỹ năng thi đấu. Được rồi. Vâng, như vậy là câu lạc bộ bóng đá Đình Tràng có sự thay đổi. Cầu thủ rời sân đó chính là Đức Toàn và vào trận là Vũ Nam. Trận đấu ngày hôm nay thì Vũ Nam bây giờ cũng đã được tôi vào sân để gặp lại bóng cũ của anh trước đây. Huấn luyện của đội bóng đá công ty cổ phần đầu tư Dịch vụ Thương mại Mai Khải là một trong những đội bóng rất mạnh, nhưng khó ai có thể vượt được được ngày hôm nay họ lại có những bàn thắng dễ dàng như vậy. Hình bách, tất cả 7 cầu thủ của đội bóng Mai Khải đều đã có mặt trên phân sân nhà. Không được đá của cầu thủ trong khu và đó là tình huống mà bóng đã đến thẳng tới tay của đội bóng và bằng nền đầu tư của đội bóng chính tờ Gia đã phát xạ. Bây giờ vẫn đang bắt đầu. Cầu trọng tài đang tạm cho dừng trận đấu. Bây giờ thì chắc chắn là các tiền vệ của bóng Đình Tràng sẽ cần phải có được những pha phối hợp thật tốt để kéo giãn hàng phòng ngự của bóng Mai Khải dâng cao. Đó đây chính là bài toán để giúp cho bóng này có thể tìm kiếm được bàn thắng. Vẫn còn nỗ lực của Quang Trung, sự quyết tâm mà họ đang thể hiện ở trong khoảng thời gian hiện tại, điều đó vẫn luôn chứng tỏ cho người ta thấy được về sự mê mải di chuyển và dẻo dai đến với cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá công ty cổ phần đầu tư Mai Khải trong trận đấu ngày hôm nay. Phản công cho cầu thủ của đội bóng Mai Khải rất nhanh. Vừa rồi là pha tranh chấp của Minh Hiếu và cầu thủ Đinh Bách. Hai cầu thủ đều mang cho mình chiếc áo số 90. Quang Sơn. Tiếp một quả ném biên cho đội bóng Mai Khải. Người đá ấn tượng của cả hai đội bây giờ vẫn đang thu hút sự quan tâm của các huấn luyện viên. Điều kiện thời tiết ở trong buổi chiều ngày hôm nay là khá oi nắng, nhưng bây giờ thì nó cũng đã bớt đi, nhưng sức nóng mà các cầu thủ đang thể hiện trên sân có lẽ là tăng lên theo thời gian. Trọng Khôi không được. Nếu như cầu thủ của đội bóng Đình Tràng có bàn thắng để giúp bàn tỷ số thì dường như mọi vấn đề sẽ trở nên khác hơn. Khi đó sự bế tắc sẽ được giải đồng và họ sẽ chơi với những đội trận thanh thoát hơn rất nhiều. Trong thời điểm hiện tại, các đường tấn công rất nhanh vẫn đang được cầu thủ của đội bóng này tạo ra. Bóng xuống, bóng còn, và
sức nguy hiểm vẫn đang thường trực ở khu vực cấm địa không thành của thôn Chính Đạo Kia. Nếu như những pha dứt điểm của dòng áo xanh chính xác hơn một chút thôi thì rất có thể họ sẽ có thêm được điều bình cần trong thôi. Và là con súng Sơn Tân Dương Lâm vẫn là cầu thủ dòng áo xanh. Sẽ là cầu thủ
câu lạc bộ bóng đá Lục Tràng vẫn chưa đến tham. Vũ Nam, trọng khôi, anh Tuấn vẫn là cầu thủ của đội Bạch Hải công lập. Vừa là pha dứt điểm của cầu thủ Vũ Nam Dũng Ân. Tuấn bất ngờ đã đến đối với cầu thủ của hai đội bóng ở trong hiệp một. Và những trận đấu lớn thì chúng ta cũng đã rất nhiều lần được chứng kiến những kịch bản như thế này. Đánh thắng lợi ở trận đấu này thì cầu thủ của đội tuyển Bạch Hải vẫn sẽ đứng đầu sau khi vòng đấu thứ 7 khép lại, khi mà họ sẽ có 25 điểm. Monaco sẽ bám sát với 23 điểm. Yếu số bàn thắng bại của câu lạc bộ bóng đá Monaco Grand Prix là rất lớn, và các đội bóng muốn tranh chức vô địch với những nhà đương kim vô địch thì có lẽ là họ phải cần tới những điểm số. Đã là quả đá phạt lên dành cho cầu thủ của đội bóng Vĩnh Châu. Vũ Nam không được sơn tên mặt trời mở rộng không thành công, mặc dù đã rất cố gắng ở trong vừa ra hòa, song Đinh Tiên cũng đã không thể tìm kiếm được một tình huống di chuyển thành công. Với một tỷ số được đánh giá là khá đậm. Trọng khôi, Minh Tuấn, Đình Trọng đang cố gắng có thể đem đến những bàn thắng. Có lẽ đó là một điều hơi khó ở trong tiền đạo tay. Mọi vị trí của đội Bạch Hải đều đã thi đấu đối chơi phòng ngự chủ động ở trong hiệp hai, và đây có lẽ là một trong những khó khăn của các cầu thủ bên trên bóng đối phương. Trận đấu này là trận đấu mà Di Lâm đã có cú hat-trick, hai bàn thắng còn lại của đội Bạch Hải được ghi do Quang Dũng và Văn Nguyên. Dứt điểm đó là của cầu thủ Đinh Tùng, Đinh Bách không được. Một trận đấu quá khó khăn cho các cầu thủ của bóng Đinh Trang, và có vẻ như khi mà câu lạc bộ bóng đá Bạch Hải đang rất trước đối phương với khoảng cách là 5 bàn. Đây cũng chính là một trong những thời điểm mà cầu thủ bóng Đinh Trang sẽ cần phải thể hiện được ý chí và sự quyết tâm. Ba anh em sân dân vẫn là đội bóng áo xanh không thành công. Vũ Nam đi kèm với hai cầu thủ đội bóng Đinh Trang. Trọng Khôi vẫn là cầu thủ bóng Đinh Trang. Quá khó để cho bóng Đinh Trang có thể tìm ra con đường dẫn đến khung thành của thủ môn Lương Dũng, và ngả đường dẫn đến khung thành của bóng Bạch Hải bây giờ đang bị bế chặt. Anh Tuấn vẫn là anh Tuấn chân trái. Quang Dũng cũng như các đội bóng ở trong trận đấu ngày hôm nay vẫn đang thường xuyên tổ chức những pha vượt tấn công với sự kết dính về mặt bóng đá, và
và đó mới chính là những gì mà các cầu thủ của đội bóng này sẽ cần phải duy trì. Tất cả chúng ta đã chấp nhận vào trận đấu quan trọng, trận đấu được ví như là El Clasico trên sân bay. Tuy nhiên thì dường như mọi vấn đề đã không may mắn đối với cầu thủ của đội bóng Minh Tràng, và quyết định đó thì bóng Mạnh Hải nhà này đã có được bàn thắng cờ vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng. Và cầu thủ tên tuổi của đội bóng Mạnh Hải vẫn đang được ghi nhận là cầu viên đăng ký cho cố định khi mở vòng đấu cuối cùng thì bóng này sẽ chơi trước bóng Xanh Đỏ. Đội bóng cũng đã chính thức chủ hạng ở mùa giải năm nay. Trong đó thì câu lạc bộ bóng đá Minh Tràng ở vòng đấu sau sẽ gặp các cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Quân đội Hồ Cao Tây Quỳnh. Mạnh Hải sẽ cần phải có chiến thắng trước cầu thủ của đội bóng Xanh Đỏ nếu như không muốn tự làm khó mình, bởi mọi vấn đề bây giờ thì trên cơ sở về mặt lý thuyết Quân đội Hồ Cao Tây Quỳnh vẫn có thể bảo vệ thành công ngôi vô địch của họ nếu như đội bóng này vượt qua Minh Tràng. Và Mạnh Hải đến chia điểm trước các cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Xanh Đỏ rất vui. Mùa giải năm ngoái là mùa giải mà ở vòng đấu thứ 11, bóng công ty cổ phần đầu tư Mạnh Hải đã vượt qua bánh kẹo đại thắng và qua đó gián tiếp giúp những nhà vô địch Monaco Crown Tây Quyền trở thành đội bóng vô địch của siêu phủ năm 2017. Và ở mùa giải năm nay thì cầu thủ của đội bóng Mạnh Hải sẽ cần phải chứng tỏ được mình nếu như họ không muốn chạy chân ở vòng đấu cuối. Mặc dù bàn thắng đến có phần hơi muộn nhưng đó cũng chính là một trong nhiều lý giải cho sự kết thúc và tâm lý thi đấu đối với cầu thủ của đội bóng Mạnh Hải. Minh Tràng cố lên, và đó chính là những gì mà người hâm mộ bóng đá Nam Định đang chờ đợi đội bóng này khi mà đội bóng Mạnh Hải đang thi đấu cho nói là tuyệt vời. Như vậy là cầu thủ đội bóng Mạnh Hải lại có một sự thổi người nữa. Mạnh Hải sẽ thử sức để đưa lại vị trí cho Thanh Tùng. Với cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Minh Tràng cuối cùng cũng đã giúp cho họ có được bàn thắng đầu tiên ở trong trận đấu ngày hôm nay. Và là cầu thủ của câu lạc bộ Mạnh Hải. Xuất điểm dành cho Trọng Khôi. Đình Bách. Vẫn là Đình Bách. Trong những phút đầu hòa thì cầu thủ của đội bóng Minh Tràng họ vẫn đang duy trì được những phương án phối hợp tấn công bên phần sân của đội bóng Mạnh Hải.
và chính cái đó đã giúp cho cầu thủ của đội bóng này có được bàn thắng ở trong cuộc vừa rồi. Một tình huống mà có lẽ là theo tôi quan sát đó là bóng mà có khá nhiều cầu thủ của đội bóng Thanh Trần đã di chuyển vào khung thành của đội bóng Trường. Vâng, bàn thắng giúp bàn tỷ số sớm còn 1-5 cho câu lạc bộ bóng đá Thanh Trạng, đó là một pha rất nhanh và bây giờ thì tỷ số đã là 6-1 cho cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Công của Phần Đầu Tư Bay Ngải. Cú đá của Tây Cung đã sự chuẩn bị cầu thủ anh Tuấn là tác giả của bàn thắng dành cho đội bóng Ninh Trang. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng phải xin lỗi các bạn, người đội công cho đội bóng Ninh Trang để giúp đạt tỷ số số 1-5 đó chính là vị trí của Đình Bách. Đã có rất đông các cổ động viên có mặt và che khuất tầm nhìn của bàn huấn chúng tôi, và sau khi có được sự hỗ trợ của các cổ động viên ở trên sân thì chúng tôi cũng thành thật xin lỗi cầu thủ Đình Bách cũng như quý vị các bạn. Bàn thắng như vậy cho đội bóng Ninh Trang đó chính là pha lập công của Đình Bách với một phân đá tăng lên ở trong vòng cấm. Vâng, như vậy là trọng tài Nguyễn Xuân Minh đã chỉ tay vào chấm penalty. Có quả phạt đền dành cho các cầu thủ đội bóng Ninh Trang, cơ hội để cho đội bóng áo trắng có được bàn thắng để có bàn tỷ số sớm còn 2-6. Anh Tuấn 2-6 cho cầu thủ của đội bóng Ninh Trang. Từ chấm đá phạt đền thì cầu thủ của đội bóng Ninh Trang đã có được bàn thắng thứ hai ở trong trận đấu ngày hôm nay. Tất cả các cầu thủ của đội bóng Bạch Hải bây giờ đang hướng đến vòng đấu thứ 11. Vòng đấu mà họ sẽ có rất nhiều những yếu tố và khả năng để đăng quang vô địch. Tuy nhiên thì đội bóng này có lẽ vẫn hướng đến 3 điểm để không cần phải chờ đợi một kết quả nào nữa. Vòng đấu sau là vòng đấu mà Bạch Hải sẽ gặp các cầu thủ của đội bóng Sắc Đỏ, trong đó Ninh Trang gặp câu lạc bộ Đào Tư Nguyên. Và như vậy là trận đấu chót điểm của vòng đấu thứ 10 giữa Bạch Hải và Ninh Trang đã kết thúc với chiến thắng 6-2 nghiêng về phía cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Bạch Hải.